Hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về lập trình giao diện trên ngôn ngữ Python. Thì bước 1 thì vào đây, bước 2 thì chúng ta sẽ làm một cái demo nhỏ nhỏ. Bắt đầu. Chúng ta sẽ vào đây xem cái trang này có gì. Rồi, thì ở đây thì blog này sẽ giới thiệu về lập trình giao diện trên ngôn ngữ Python. Thì ở đây thì người ta cũng giới thiệu qua lập trình giao diện là gì. Trong Python thì có bốn cái module này được hay sử dụng, hay còn gọi là bốn cái thư viện này: QV, Python QT, Vic, Python hay TK. Tôi gọi cái này là TK đi. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ dùng TK để làm một cái demo nhỏ nhỏ. Thì đây là cái flow, để chúng ta lập trình giao diện với cái TK module. Đầu tiên là import, sau đấy là sẽ tạo một cái main window. Từ main window thì chúng ta sẽ add những cái widget giao diện bottom hay là menu hay là textbook, gì gì đấy. Và cuối cùng nó sẽ là có một cái vòng lặp vô hạn, mình hiểu là vòng lặp vô hạn, vòng lặp main ấy, để cái giao diện luôn hiện hữu ở trên khi mình chạy. Đây, cái demo nhỏ nhỏ. Ok, thì mình sẽ dùng cái này, mình xóa đi như thế này. Ok, delete nó đi. Đấy, đây là mình cái project mình sẽ tạo sẵn rồi trong cái folder này. Ở đây mình sẽ new tạo một cái introduction này. Introduction. À, mặc định sẽ là Python file. Trên này thì mình đầu tiên như bên này ấy, cái flow của nó là thế này. Đầu tiên muốn sử dụng thì mình phải import. Ok. Import vào. Mình chỉ cần gõ thế này là nó đã có rồi. Tại vì nó được đứng sẵn đấy, mình nó sẽ có. À, đây là một cái biển chữa gồm cửa sổ chính bằng cái chặn. Ok, cái này. À, và mình sẽ comment cho mọi người hiểu là đâu này. Cái bước thứ hai nó sẽ là add các cái widget như kiểu tâm lấy vô tịch gì đây. Ở đây hiện tại thì mình sẽ chưa add, mà mình sẽ có một cái vòng main main để cho giao diện nó luôn nó chạy khi mình chạy đấy. Chậm. Ok, main loop. Ok, main loop đây rồi. À, mình chỉ mới làm đơn giản thế này thôi, và mình thử thử chạy nhá. Đấy, bạn sẽ thấy là sẽ có một cái giao diện cơ bản desktop. Thì ở đây thì nó cũng là nó thì kiểu giãn cửa sổ này với cái title là TK mặc định các cái zoom mark zoom in. Ok, và mình sẽ tắt cái này cái đã.